Rồi đây chúng ta sẽ nâng cấp nhé. Ví dụ như nào, chúng ta thấy để cái việc lấy toàn bộ dữ liệu từ một bảng ra thì bây giờ chúng ta mất mấy dòng theo code của các bạn đang có. Ví dụ lấy hết dữ liệu, lấy dữ liệu trong bảng danh mục ra, bảng category ra, chúng ta mất mấy dòng? Mấy dòng? Một dòng require này, đúng không? Model sửa category. Ori.pp, đúng không? Một dòng nữa là gì? Tạo ra một cái biến model bằng new category, đúng không? Dòng nữa là gì? Ví dụ kết sc này bằng bằng gì? Model trỏ đến get all. Mấy dòng đây? Đây là cái biến này là chứa toàn bộ dữ liệu trong bảng kết, đúng không? Đây là tôi va đầm nó ra. Ba dòng. Chúng ta sẽ chạy localhost sược K31 B2 sược L65. Ôi giời ơi. Kết. Sao lỗi gì nhỉ? Non static in class category. À đây là K31B1, xin lỗi các bạn. Ra đúng không? Dạ. Yeah. Chúng ta đang mất đến 3 dòng. Bây giờ tôi rút nó lại còn 2 dòng. Có được không? Rút một dòng cũng là rút nhá. Bởi vì sau này số lượng tương tác với cái bảng rất là nhiều. Đúng không? Rút càng được càng rút thì bây giờ chỉ một dòng, nhưng từ sau này các bạn sẽ nhân nó lên thì số lượng nó rất là nhiều. Thì bây giờ tôi giới thiệu với các bạn một cái hàm, loại hàm. Chúng ta đang có hai loại hành động method ở trong này. Một cái tên là constructor, là cái hàm sẽ được khởi tạo ngay lập tức khi đối tượng được được gì? Tạo ra, được new. Đúng không? Một hàm là cái hành động bình thường, có đối tượng. Có đối tượng thì chúng ta sẽ trỏ đến được, đúng không? Được chưa? Thằng kia bò lên đây, ngồi bàn 1. Thanh ngồi lùi vào cho nó ngồi với. Hả? Cái gì? Thằng đệ tôi. Nó vào đây nó không mục đích học đâu, mà nó chỉ vào đây để nó có chỗ ngồi thôi. Từ sau mình rút xuống dưới cùng cái nhá. Chiếm chỗ. Được chưa nhỉ? Bây giờ tôi sẽ giới thiệu chúng ta một cái hàm nữa. Đó là hàm tên là static function. Viết vào static function. Bây giờ tôi sẽ giải thích nó làm sao. Đây, chúng ta sẽ tạm thời comment cái này vào. Đây tôi return. Để được chưa? Thêm mỗi chữ static rồi thôi, return cái gì bất kỳ. Xong chưa? Gì? Xong chưa? Rồi nhá, coi này. Bây giờ tôi vẫn có cái dòng require này. Vẫn có cái dòng require này. Nhưng mà cái hàm get all này tôi không dùng theo cách phải tạo model, tôi vứt cái này đi. Vứt đi luôn. Thay vào đấy tôi gọi cái hàm get all này bằng cách là tên lớp này, đúng không? Đây tên lớp đúng không? Tên lớp 2.2. Chỉ có hai cái 2 chấm thôi nhá. Get all. Chúng ta xem nó có chạy không nhá. Có chạy không? Đây là hàm static. Static là hàm tĩnh. Được chưa? Hàm tĩnh. Chúng ta còn có biến tích nữa cơ. Chúng ta có static. Mày thôi. Static by property. Cái này là hàm tĩnh. Cái này là biến tích. Những cái thứ liên quan đến tích này thì gọi ra, thường thường là chỉ có gọi ra thôi. Gọi ra bằng cách là tên lớp. Tên lớp 2.2. Tên hàm. Đóng mở ngoặc, truyền tham số nếu có, hoặc là 2.2. Tên biến. Được chưa?
những cái này, những cái thứ mà gọi là tích này thì chúng ta không cần phải new, new tên tên lớp, chúng ta không cần phải new nữa, bỏ qua bước này, được chưa? Nhớ nha, đấy là cái đặc điểm của nó, được chưa nhỉ? Nó giúp cho cái câu lệnh truy vấn của chúng ta, những cái việc thực thi gọi những cái hàm này nó làm sao nhanh chóng hơn, được chưa? Nhớ nhá, cái cú pháp của nó là hai chấm loại vật lý thực kính ra, nhớ nhá, hai chấm cái này là tên biến là phải có đô la đằng trước, được chưa? Giúp cho cái lợi ích của chúng ta làm ngắn hơn, được chưa? Viết xong chưa đấy? Rồi, thế vậy ứng dụng của nó có nhiều không? Cực kỳ nhiều. Nói thật với các bạn luôn, cái ứng dụng của nó cực kỳ nhiều. Tí nữa tôi sẽ chỉ cho các bạn nó nhiều ở đâu. Tiếp tục này. Thế vậy thì thằng này cái hàm tĩnh với cái hàm thường, đúng không? Ngoài cái việc là gọi, cái việc gọi nó khác nhau ra thì nó còn khác nhau cái gì không? Câu trả lời là có. Bởi vì cái hàm như này, tên hàm như này, này, thì là nó bắt buộc phải, cái này chỉ được phép gọi khi mà chúng ta khởi tạo đối tượng, đúng không? Thì trong những cái kiểu như thế này thì bản thân ở trong nó có cái đô la this, đúng không? Có đối tượng thì có this là chính nó. Nhưng ở trong static ấy, ở trong cái static này thì cái đô la this không có mặt, không có đâu nhá. Ở trong cái hàm này thì không có đô la this đâu, cho nên chúng ta không sử dụng đô la zip được, bởi vì chúng ta đâu có tạo ra đối tượng đó, nên nó sẽ không biết zip là thằng nào, đúng chưa? Do đó chỉ có cái thằng này, cách gọi kiểu như này là có đối tượng ra thì chúng ta mới có đô la zip thôi, còn thằng static này chúng ta sẽ không có đô la zip, được chưa? Được chưa, hiểu không? Và đô la zip thì có lợi ích gì? Nó được phép truy cập đến tất cả các gì? Thuộc tính và hành động nằm trong cái đối tượng này, được chưa? Đấy là cái điểm lợi thế của nó hơn so với cái thằng static này. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cập nhật cái thằng static getOn này lên để cho nó giúp chúng ta lấy dữ liệu ra từ cơ sở dữ liệu. Thì bây giờ chúng ta làm như nào? Coi nhá, query tôi vẫn giữ nguyên đúng không? Nhưng mà sẽ không còn zip table nữa. Không còn đô la zip mà. Cho nên sẽ không có cái trò là zip table này. Thế vậy làm sao để lấy ra cái đô la table ở trong cái lớp này? Đúng không? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Đô la model, tôi đặt tên một cái biến là model bằng new static. Cứ viết vào đi. Tôi tiến hành va đam ra cái biến model. Được chưa? Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta coi cái biến mô đồ này là cái gì nhá. Xem này. Vẫn chạy như cũ đúng không? Gì? Object thuộc loại category. Đây này, nhìn cái chữ này không? Đây là kiểu đối tượng. Đối tượng thuộc lớp category, được chưa? Rồi, bây giờ tôi bê cái, tôi tạo ra một cái product nhá. Được chưa? Tôi sẽ có một cái static function cũng tên là getOn, nó mở ngoặc như này. Tôi cũng có ra cái biến $model bằng new static. Các bạn không phải làm viết đoạn này đâu. Tôi cũng va đâm
cái biến model ra và tôi die. Được chưa? Các bạn coi này. Bây giờ tôi sẽ import thêm cái biến là cái lớp là product. Và cái này tôi sửa thành product 2.get_all. Được chưa? Giống nhau đúng không? Bây giờ các bạn coi này. Vẫn là đối tượng thuộc lớp product. Chúng ta dùng từ gì để tạo ra đối tượng? Từ gì? Đây new này. New static đúng không? Vậy ý nghĩa ở đây là gì? Tại sao tôi lại dùng biến cái từ static này? Thì sẽ như sau này. Dễ hiểu là đây là trong hàm, trong nội bộ của hàm static nhá, thì như sau này. Ví dụ đây là tên lớp A 2.2. Hàm được hàm. Tên lớp B 2.2. Hàm. Tên lớp C 2.2. Hàm. Hàm này hàm bất kỳ nhá, biết cho nó là hàm static. Ông bắt đầu đây là hàm 1, hàm 2, hàm 3. Được chưa? Trong ba cái hàm này đều sử dụng cái từ new static. Đó là A mà. Được chưa? Được chưa? Đây là cú pháp nhá. Đây là cú pháp này. Thế về cái từ new static, new là tạo mới rồi. Đúng không? Thế còn cái static này là ý nghĩa của nó là ra sao? Ý nghĩa nó rất dễ như sau. Nếu cái hàm này được gọi từ lớp A tương đương với sẽ chạy ra là A bằng new, A lớn, có một khoảng. Chạy từ lớp B thì cái từ static này sẽ được thay thế bằng B. Chạy từ lớp C thì tương ứng. Hiểu chưa? Tên lớp thực thi cái hàm này như thế nào? Bây giờ tên lớp thực thi cái hàm này như thế nào? Thì cái chữ static này bằng đúng cái tên lớp này. Hiểu chưa? Đó, rất đơn giản. Như này là chúng ta sẽ tạo ra một cái đối tượng mới và gắn cho cái biến A này, đúng không? Đúng chưa? Đây, giống như một input ở đây thôi. Đây là lớp gì? Lớp gì? Category. Khi mà người ta gọi cái lớp get, cái hàm get all này ở cái lớp ở cái hàm static thì chúng ta có một cái biến là model bằng new static tương đương với model bằng new category. Được chưa? Sau đó chúng ta new category thì hàm nào được chạy? New category thì hàm gì được chạy? Construct. Đấy. Đúng không? New ra thì cái hàm construct được chạy chứ còn gì nữa. Được chưa? New chạy ra thì đến sau khi chạy xong cái hàm construct này thì tương đương với cái việc là cái biến model này nó sẽ có cái thuộc tính gì? Connect là tương tác là kết nối đến cơ sở dữ liệu, đúng không? Đúng chưa? Rồi xong thì đến lúc đấy chúng ta có thể thay cái table này bằng cái gì? À, cái lấy để lấy ra tên bảng của cái câu lệnh select sao from này thì bằng cái gì? Bằng cái gì trở đến table? À? Static là tên lớp. Nó hai chấm không sao được. Cái table cái là biến bình thường nhá. Đúng không? Table cái là biến bình thường mà. Thế làm sao để lấy ra được cái table kia? Cái table cái nó làm cái gì? Biến đúng không? Biến thuộc về lớp thì tất cả các thực thể của lớp sẽ lấy ra bằng cách nào? Đúng rồi, chọn luôn. Đấy. Thay cái zip này bằng cái model trỏ đến table. Được chưa? Bởi vì model nó là một cái biến thuộc cái lớp category mà. Đúng không? Nó là một cái biến thuộc cái lớp category mà. Cho nên nó có được phép là lấy dữ liệu ra từ cái biến table viết trong này. Được chưa? Và bây giờ chúng ta lại có cái STMT vẫn như cũ. Chẳng khác gì cả. Thêm mỗi cái dòng này và sửa cái model vào đây. Và chúng ta sẽ có cái kết bằng category 2.get_all và đằng. Ôi giời ơi. $zip category dòng 26. Chờ tí nhá. À đây, cái lỗi do cái zip name do cái dòng 26 là dòng nào nhỉ? Đây. Model thay hết zip ở trong cái hàm static bằng cái biến model này. Đúng không? Thì 28 nữa. Model. Đấy, kết quả như nhau đúng không? Kết quả như nhau.
chẳng qua chúng ta chuyển cái hàm get all này sang là hàm static, và chúng ta tạo ra một cái biến model bằng new static. Chúng ta tạm thời hiểu như vậy đã, tí nữa bởi vì cái này ấy, nó sẽ liên quan đến cái việc là chúng ta sau này chúng ta sẽ học cái kế thừa, chúng ta sẽ làm rất dễ. Tí nữa kia yên tâm học đến kế thừa, chúng ta đã thấy là nó tính ứng dụng của nó cực kỳ cao. Đấy chứ, các bạn sửa thì xem có chạy được không. Có ai không chạy được thì báo nhá. Thì vẫn như cũ là đúng rồi. Thế nếu mà đã như cũ thì tức là chúng ta đã bỏ được bớt một dòng ở cái việc lấy dữ liệu ra, đúng không? Vẫn ra như cũ thì là đúng. Nam xong chưa? Xong chưa? Hồng Huy xong chưa? Lỗi gì? Báo gì? Không thể gọi được file. Cái gì? Chưa? Đấy tác dụng của cái hàm static. Thì những cái chỗ nào chúng ta dùng được những cái hàm static này, ví dụ như những cái câu query đơn. Như nào gọi là câu query đơn? Get all để lấy toàn bộ dữ liệu ra, chúng ta không có điều kiện gì thì vứt thẳng vào đây là get all luôn, đúng không? Static get all. Hàm file này chúng ta cũng có thể chuyển thành static. Các bạn thử chuyển cho tôi xem nào. Chuyển tôi cái hàm file one sang static. Xong chưa? Dễ không? Dễ ỏm, có đấy gì? Nâng cấp tiếp tí nữa nha. Nhìn tôi nâng này. Nhà file one thì tự làm nhá. Tôi không chữa đâu. Làm nó quá dễ nên không chữa đâu. Sửa có tí là xong. Xem này, đây là cái table đúng không? Nhìn này, đây là cái table đúng không? Được chưa? Coi nha. Tôi thay cái, tôi tạm thời tôi sẽ chỉ dùng mỗi cái hàm get all này, cho nên cái mớ này tôi tạm thời tôi comment hết vào. Rồi, coi này. Đây là cái table này là cái biến chứa cái gì? Chứa cái gì? Tên bảng mà cái lớp nó đại diện đúng không? Rồi, coi này.
Đây là định nghĩa ra cái gì? Hằng số. Đúng không? Đây định nghĩa ra hằng số. Hằng số này nằm trong lớp. Thế vậy tôi bê cái này đi sang bên kia có được không? Sang bên cái product này có được không? Này có được không? Đố các bạn biết đấy. Đợt trước hằng số thì có đặc điểm gì? Không gán lại giá trị được. Ở đây tôi viết hai hằng số có hai giá trị khác nhau này. Đúng không? Đây hằng là category nhá, cũng tên là table name. Có giá trị là category. Hằng số ở product cũng tên là table name, có giá trị là product. Liệu có lỗi không? Tại sao không? Hai lớp khác nhau. Thì được ạ. Đúng rồi. Hằng số được viết ở mỗi lớp khác nhau thì được phép trùng tên. Và chúng ta truy cập, tức là hằng số chỉ có lấy ra thì chẳng có gì gán đã. Đúng không? Thì tôi sẽ có thể là lấy ra bằng cách là cái category table name. Như này. Thử nhá. Đúng không? Bên này thì sao? Xong chưa? Đây là cách dùng hằng số ở trong các lớp, các hằng số được định nghĩa trong các lớp thì chúng ta dùng như hàm dùng như là static. Được chưa? Hằng số thì sẽ là tên lớp 2.2. tên hàm. Đấy là. Hằng số thì không bao giờ gán được. Được chưa? Mấy thằng kia xong chưa? Thằng Tâm xong chưa? Đấy cách sử dụng hằng số trong các lớp. Tiếp tục này. Đã có hằng số là dùng bằng 2.2 chấm. Có hàm dùng bằng 2.2 chấm. Bây giờ chúng ta có biến dùng bằng 2.2 chấm. Được chưa? Thì chúng ta có static đô la biến bằng giá trị nào đấy hoặc không bằng cũng được. Tùy. Được chưa? Biến này là biến tính. Biến tính thì truy cập, tức là lấy giá trị hoặc là gán giá trị của nó thì có được không? Theo các bạn có được không? Thử đoán này nào. Ví dụ tôi có cái biến đô la ở static. Static đô la test bằng anh Văn. Ví dụ thế. Này có được không? Này có được không? Hả? Có được không? Lấy ra bằng cách nào? Category 2.2 chấm đô la test. Thử nha. Đúng không? Lấy giá trị ra khỏi cái biến static thì sử dụng là tên lớp 2.2 chấm đô la tên biến. Đây là biến static. Như biến static này ít được dùng lắm. Ít khi được dùng. Hả? Có chứ? Ít nhưng không phải là không có. Ví dụ vợ ông sau này ít sinh con lắm, liệu có lấy nữa không? Có sinh nữa không?
hát lên thuyền. Được chưa? Bây giờ một sự diệu kỳ này, tôi tạm thời bỏ cái đai đi. Category 2.2. Đô la test bằng Bách Dương. Này có được không? Này có được không? Đấy. Tại sao nó vẫn ra là anh Văn? Đây như category này 2.2 test bằng, à quên nhầm, tôi xin lỗi. Tôi sẽ bê luôn cái dòng này xuống. Đây category test nhá. Đây đây đây, tôi sẽ viết như này cho nó nhanh. Đây, gán lại cho nó Bách Dương này. Và hiển thị giá trị của nó này. Đúng không? Cái biến static có thể thay đổi giá trị được từ bất kỳ đâu. Được chưa? Đấy, cái đặc tính của nó thôi. Không nhỉ? Nó khác với hằng số thì không gán, lấy lại không không gán lại giá trị được. Nhưng mà biến static thì có thể gán lại giá trị được trong quá trình xử lý. Xong nhỉ? Xong nhỉ? Tiếp tục nha. Đây, tôi sẽ quay về cái category get all xem nó có chạy nhá. Theo các bạn bây giờ nó có chạy không? Chạy á, chạy em ra được. Lý do gì mà chạy được? Lỗi loài rồi. Bởi vì làm gì còn cái biến nào là biến table. Biến table đâu mà chạy. Bây giờ nó có table name đúng không? Đúng chưa? Thế vậy dùng cái biến này làm dùng như à, dùng cái hằng số này trong này dùng như nào? Đây cái this, ở đây cái static đây, nó là cái này đúng không? Thế bây giờ dùng nó lấy cái dữ liệu của nó ra làm nào? Hả? Dùng từ gì? Hay là dùng như này? Như này? Có được không? Có được không? Được quá đi chứ. Đúng không? Được quá đi chứ. Nhưng liệu còn có cách nào dùng không? Đáp án là có. Có nhé. Chúng ta có từ này. Self. Self là gì? Chính mình. Tôi reload này. Có khác nhau. Self là trỏ đến chính cái class đang thực thi cái hàm này, cái hành động này. Self chính nó 2.2. Tên hàm hoặc là những cái static hoặc những cái hàm static. Self. Xong chưa? Xong chưa? Đấy là chúng ta hết rồi. Nãy giờ ôn lại một chút này. Chúng ta có cái từ khóa static thì nó sẽ liên quan đến hàm static. Liên quan đến hàm static và biến static. Hàm static thì nó có những đặc điểm như sau. Gọi nó thì bằng tên lớp 2.2 tên hàm. Được chưa? Trong cái hàm static thì không tồn tại Polaris. Được chưa? Trong cái hàm static này thì sẽ làm gì? Chúng ta có thể tạo một cái biến total bằng new static.
Đúng chưa? Biến thì gọi ra bằng cách là tên lớp 2.2 chấm đô la tên biến. Có thể lấy ra một cảng. Chúng ta có hằng số buộc với lớp thì chúng ta gọi nó ra là tên lớp 2.2 chấm tên hàng. Chúng ta có từ khóa cell để chữ L cell thì có thể là truy cập đến tất cả các hàm static thì cứ cell 2.2 chấm là được tích tiếp. Bây giờ coi cho xem một cái ví dụ về cái static nhá. Xem có nhiều không? Dùng có nhiều không? À đây rồi, xong lớp này rồi. Mạng đây khỏe thật. Khỏe hơn nhiều ấy. Băng thông upload của nó cao. Rồi xong cái này đi. Thiện TH. Đó quên nhầm. GitHub.com sửa thiện TH này. Đây các bạn vào theo cái đường dẫn là PHP thiện TH này, GitHub sửa thiện TH sửa PP1706. Xong rồi vào cái lesson 24 ấy, L24 ấy. Open. Vào đi. Mở ra. Xong chưa? Đến chưa? Mở ra. Mở cái model ra. Các bạn mở cái bay model ra. Cái class tên là bay model ấy. Chúng ta đếm xem ở trong đấy có bao nhiêu hàm static. Rất nhiều. Một này. Static function own này. Hai là static function find này. Ba là static function where này. Đúng không? Nhiều lắm, ít nhất là ở đây có 3 cái. Được chưa? Xong chưa? Đó, rất nhiều. Xong. Giờ sao nữa? Tôi chứng minh với các bạn một điều này, cái static này dùng nhiều nhé. Được chưa? Còn tí nữa dùng, vì sao tôi lại dùng như thế? Thì tí nữa chúng ta học xong 4 tính chất của đối tượng, chúng ta sẽ hiểu vì sao tôi lại dùng như vậy. Được chưa? Xong phần static chưa? Còn ai thắc mắc gì không? Còn ai thắc mắc gì không? Ừ. Cái này nó ngâm thêm 1.5 tiếng nữa là hết giờ mà. Nếu có vấn đề gì thắc mắc hoặc cách dùng hay là cú pháp gì các bạn cứ ping lên trên group lớp nha. Tôi sẽ trả lời. Tiếp theo là đến... 4 tính chất của lập trình hướng đối tượng. Chúng ta luôn luôn phải bắt buộc phải nhớ có 4 cái tính chất này.
ít nhất là phải nhớ được lý thuyết. Bởi vì sau này các bạn đi phỏng vấn ở đâu thì người ta sẽ xoáy cực sâu vào cái bốn tính chất này. Bởi vì các bạn chưa có cái sản phẩm nào cả, chưa có cái thành tựu nào cả, cho nên là người ta sẽ check về những cái kiến thức và sát sườn với cái việc các bạn đi làm. Thì cái bốn cái tính chất của OP này là người ta sẽ xoáy sâu nhất. Ngày xưa tôi đi phỏng vấn tạch một lần chỉ vì cũng không có bốn tính chất này. Thì bốn tính chất này nó gồm những cái tính chất gì? Về tên thì chúng ta có lần lượt các cái tính chất như sau: trừu tượng, trừu tượng, kế thừa, đa hình và đóng gói. Đây là đầy đủ bốn tính chất của lập trình trừu tượng. Đã hả? Nghe quen quen, đọc ở đâu rồi? Nó cũng có mà. Tính các cái tính chất này đều giống nhau, ở bất kỳ đâu cũng giống nhau hết thôi. Bởi vì đây là triết lý, phương pháp, cho nên là ở đâu cũng giống nhau. Các bạn sau này học ra ba cũng giống, chính xác cũng giống, chỗ nào cũng giống nhau rồi. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta có gì? Chúng ta học tính chất đầu tiên là tính chất trừu tượng nhé. Nghe tính chất trừu tượng thì có thể trừu tượng không? Nghe thì trừu tượng không? Rồi bây giờ thì sao? Nam tạo ra một lớp tên là vỏ vi. Tại đây đọc. Ừ, đọc tôi xem thì bạn được. Đọc được không? Có lá. Vỏ vi. Gì đó? Gì đó? Biến gì? Và bìa. Gì đó? Đấy, cái cầm ở tay đây. Và hạm. Kinh thước. Và kinh thước. Và số trang giá rổ và thứ kiểu có cái hành động gì không? Á đồ không có nguồn gốc là hành động á, tức là đến hành động rồi mà đây là thuộc tính hả? Hành động gì hả? Cái gì cơ? Hành động gì? Hành động không có hiểu hành động là cái gì không? Bây giờ nha, thằng Tú tát được thằng Nam một cái. Luôn. Luôn. Tự tin lên. Rồi, thấy có phải hành động không? Đấy, hành động là như thế. Hành động là gì? Ở đây cái vỏ mình vỏ có hành động gì? Biết. Hành động gì nữa? Đóng mở. Rồi, hành động gì nữa? Xé. Xé à? Xong, hành động vứt đi. Đúng không? Đấy, xong tính chất trừu tượng này. Thế có hiểu không? Có hiểu gì không? Trừu tượng là quái gì? Cái từ trừu tượng ấy tính nghe nó rất là trừu tượng, nhưng thực tế ra nó không trừu tượng đến lúc đấy đâu. Thì chúng ta hay hiểu như này này. Từ sau á, những cái gì các bạn cứ nhìn thấy cái từ này. Tôi không nhắc lại nữa bởi vì nhai gì nhai lại nhiều đau não. Từ sau cứ nghe thấy cái từ này chẳng qua là gì. Chúng ta thực hiện một ngành rất dễ, đó là mô tả một cái thực thể nào đấy trong cuộc sống hoặc là một cái thực thể nào đấy trong bài toán được giao chuyển lại cái lớp. Từ cái thứ mình cầm ở tay trở thành cốt trong cốt của mình thành một cái đối tượng như này. Những cái thứ mình gì mình nhìn thấy ở trên quyển vở hoặc là trên ở trong bài toán thì nó là thẻ thuộc tính. Những cái gì chúng ta tương tác được với quyển vở đấy hoặc là cái thực thể đấy thì trở thành hành động. Được chưa? Đấy, trừu tượng xong. Dễ không?
Thằng Dương có hiểu gì không? Không này. Bây giờ ông tạo cho tôi một cái lớp đây là cái răng. Cái răng của ông ấy. Lớp tên là gì? Răng. Có thuộc tính gì? Răng gì vậy? Thuộc tính gì tên là răng vậy? Thuộc tính cơ mà. Có biết thuộc tính là cái gì không? Là gì? Màu sắc kích thước. Loại gì này? Có loại răng hả? Loại gì vậy? Rồi, đồng ý chấp nhận cái loại. Gì nữa? Màu sắc rồi. Vị trí. Cấu hình. Cái răng này có những hành động gì? Cắn. Nhai. Nhổ. Mọc. Tao. Đây trừ tượng đấy, nó chỉ có thế thôi. Chuyển những cái thực thể của mình trở thành lớp. Những cái thứ cần thiết, thuộc tính cần thiết trở thành các cái biến. Những cái hành động mình tương tác của nó trở thành hàm, xong. Trừ tượng là cái này thôi. Không, trừ tượng ở đâu thế? Trừ tượng chẳng qua là mô tả của nó, mô tả một cái thứ nó sát sườn với mình trở thành một cái thứ nó quen thuộc. Trừ tượng đơn giản thế thôi. Không chưa? Ai có hiểu được không? Quá. Khi nhở mình dạy rõ thế. À? Bất ngờ đấy, quá dễ, nó chẳng có cái gì, thậm chí không phải biết cái gì cơ. Bởi vì trừu tượng thì biết cái gì? Trừu tượng bởi vì nó trừu tượng nên mình chẳng biết cái trừu tượng là cái gì. Xong chưa? Đấy, tính chất trừu tượng chúng ta có thể biết. Tùy, tôi sẽ đọc được mà biết. Tính chất trừu tượng là giúp là cái tính chất giúp chúng ta mô tả lại các thực thể trong bài toán hoặc trong cái cuộc sống của mình trở thành các lớp trong việc lập trình. Thấy không? Chứ đừng đọc mấy cái kiểu dạng academic tìm trên mạng, chẳng có thân đọc, chẳng có sao hiểu đâu. Tôi đọc cũng chẳng hiểu nữa. Được thành class, đối tượng mở ngoặc class bao gồm thuộc tính và hành động. Không nhỉ? Hả? Rồi, tiếp theo. Đây tính chất kế thừa, nghe quen quen, nghe giống tên phim. Người thừa kế. À. Có luôn, phim hơi bị hay luôn. Mặc dù tôi chưa xem bao giờ. Thấy chúng nó cứ đồn ầm lên thì mình cũng biết thế thôi, nhưng có xem đâu, có xem phim Hàn đâu. Tao biết rồi. Rồi, thế bây giờ thằng Tú. Ví dụ như kiểu bây giờ ông có 100 tỷ. Ví dụ nhé. Ví dụ ông có 100 tỷ. Thằng con nó có được tiêu 100 tỷ đâu. Tại sao? Em phải tiêu. Hả? Em phải tiêu. Nếu mày răng mà mày chết thì 100 tỷ của người ai? Là người thừa kế. Người thừa kế là người nào? Cho ăn thằng xóm. Con nhà vợ. Vợ chết luôn thì sao? Vợ chết luôn thì con. Ơi, thằng con thì nó thừa kế, nó ngẫu nhiên được thừa kế, nó chẳng phải làm gì đúng không? Nhưng mà trường hợp mà vợ chưa kịp đẻ đã chết thì sao? Thằng khác thừa kế. Ủa, thừa kế. Miễn là thằng nào đánh dấu là nó là người thừa kế của mình thì nó sẽ thừa kế lại. Đúng không? Mất biết là thằng nào. Còn nếu không có người thừa kế thì thuộc tiền thuộc về nhà nước. Thật mà.
nhà nước chẳng phải làm gì cũng được thừa kế một đống tiền. Thế cho nên là nhà nước sẽ cố gắng để chúng ta mưu sinh. Được chưa? Thế kế thừa là gì? Ví dụ chúng ta có lớp A. Lớp A có thuộc tính X, thuộc tính Y, hàm Z và hàm W. Đúng chưa? Cái lớp A này sẽ được, nhớ nhá, để từ tôi dùng. Cái lớp A này nó được cái thằng B, lớp B và lớp C kế thừa. Cái từ kế thừa ấy là sử dụng từ extend. Được chưa? Khi mà chúng ta biết lớp B sẽ được sẽ kế thừa từ lớp A thì chúng ta sẽ biết như này. Đó là B extend. Nhớ cái gì nhá? A. Được chưa? Xong đóng một khoảng nhỏ như này vào trong nội dung của hàm của cái lớp. Đấy, rất dễ. Đây là thể hiện sự kế thừa lớp B, kế thừa từ lớp A. Được chưa? Sau đó chúng ta nếu mà có một cái biến tên là x, một biến tên là o bằng new b. Bằng new b. Được chưa? Nếu chúng ta có một cái biến o bằng new b thì cái thằng o này chúng ta hoàn toàn có thể làm như này. Đô la o trỏ đến x bằng 5. Đô la eco o ego đô la o trỏ đến W. Mặc dù trong nội dung của thằng B thì không có cái mẹo gì, không biết một cái gì luôn. Nếu mà có thì nó biết rồi đấy. Giờ đây là thể hiện cái tính kế thừa. Khi lớp B kế thừa lớp A thì cái đối tượng thuộc lớp B này này toàn quyền sử dụng các cái thuộc tính và hành động, kể cả static nhá, kể cả static luôn, kể cả constructor luôn của lớp A. Đấy, lý thuyết chỉ có thế thôi. Được chưa? Biết nào, không phải đần thối là làm gì, tí nữa tôi demo rồi sẽ hiểu. Lý thuyết chỉ là đơn giản như này thôi. Khi lớp, nhắc lại lần nữa này, khi lớp B kế thừa lớp A thì cái đối tượng thuộc lớp B sẽ có toàn quyền sử dụng các thuộc tính và các hành động của lớp A. Hả? Thế nó mới hay. Giờ tôi cho ông xem là vì sao mà ta phải dùng cái kế thừa này. Và nó tao được phun vãi lúa luôn. Cho xem nha. Xong chưa? Lý thuyết xong chưa? Bây giờ thực hành này. Chúng ta có category và product là hai cái lớp để đại diện cho hai cái bảng khác nhau trên cơ sở dữ liệu, đúng không? Đúng chưa? Rồi, xong. Tôi tạo một cái lớp nữa, tên là lớp base model.php. Thằng này chẳng kế thừa bố con thằng nào. Nó là bố. Nó khẳng định tao là bố. Được chưa? Xong chưa? Và bây giờ này, thằng này nó bê cái này về, bê toàn bộ cái mớ này về. Construct nhá, bê nốt cái thằng get all về, bê hết. Xong chưa? Bê hết nhá. Lấy hết từ cái các cái hàm chứa các cái biến chứa kết nối cơ sở dữ liệu này.
hàm construct này, hàm get all này. Bế hết về nhá. Sau đó cái lớp à chết mẹ, cái lớp category của tôi còn cái gì? Chẳng còn gì, còn mỗi cái này, chờ chọi. Đúng không? Chờ chọi cái mớ kia tôi comment rồi tí tính sau. Chẳng còn cái vẹo gì, còn mỗi cái đô la thì à cái constant table name này thôi. Được chưa? Không chưa? Rồi nhá, coi nhá. Cái product này tôi cũng chỉ còn cái table name này thôi, nó không còn cái gì cả hết rồi. Được chưa? Bây giờ cái base model tôi sẽ có cái cell table này, tôi sẽ là static 2.2.table. Xong chưa? Coi này. Tôi require cả category, à quên nhầm cái này nữa, tôi sẽ tiến hành là require one thì biến là model sược base model.php. Sau đó cái category tôi sẽ tiến hành là extend cái base model. Xong chưa? Product tôi cũng làm thế. Extend, hai thằng đều extend base model. Coi này. Bây giờ tôi có kết bằng category get all. Xem kết quả. Có ra dữ liệu không? Rồi, bây giờ tôi lấy product 2.2.getAll. Có ra kết quả không? Đây là có chạy, chẳng qua trong bảng của tôi không có dữ liệu rồi. Đây, nếu tôi thêm dữ liệu vào đây, xem có cái bảng thêm product không. Tôi sửa cái tên bảng này thành product nhé. Đây, thêm dữ liệu vào. Gì mà foreign key nhé. Được chưa? 2 và 3. Coi này. Sao? Sao? Thấy sao? Đấy. Code ở trong cái này còn gì không? Code trong này còn gì không? Đấy. Code nó về hết đây. Viết một lần. Dùng x lần. Càng nhiều bảng tao giặt, tôi càng dùng nhiều lần. Được chưa? Thằng Nam tát cho thằng Văn một cái cho tôi cái, cho nó ngọc đầu dậy cái. Tát mạnh vào, thật tay vào. Hôm nay đã cho đi học muộn rồi còn lăn ra đi ngủ. Biết hết rồi hả Văn? Không, cho lớp đi học muộn rồi còn lăn ra đi ngủ. Sao, xong chưa? Thằng kia, thầy tên là gì nhỉ? Hả? Ký. Sao ký? Được à? Được chưa? Những cái ví dụ chúng ta hoàn toàn có thể bê hết các hàm, ví dụ như hàm file one này, hàm delete, hàm update, hàm insert vào trong cái base model này hết. Và tất cả các cái lớp khác, ví dụ như product, category đều sử dụng được các cái hàm đấy. Đúng không? Đều sử dụng được bình thường. Chẳng có vấn đề gì xảy ra. Xong chưa? Đấy là cái lợi ích khi chúng ta sử dụng cái kế thừa. Được chưa? Lớp cha định nghĩa ra, lớp con được sử dụng. Được chưa? Và chúng ta để ý ở đây tôi có một cái thứ. Lại quay về cái static. Bây giờ nha, cái index của tôi là product 2.2.getAll đúng không? Đúng chưa? Thì cái logic của nó sẽ như thế nào? Cái hàm get all này này thì đầu tiên nó chạy từ cái lớp gì đây? Product nhá. Thì nó sẽ vào trong cái lớp product này. Nó kiểm tra xem trong cái lớp product này có cái hàm nào tên là hàm get all hay không. Tát cho nó một phát, mạnh tay vào, nó vừa ngủ kìa, nhanh. Thằng Văn đứng lên code, cẩn chưa? Được chưa? Nó sẽ kiểm tra trong cái lớp product này. Tôi còn dậy từ 5 giờ, 5 rưỡi cơ. Tôi còn chưa buồn ngủ đây. Product
nó kiểm tra trong cái lớp này xem có cái hàm nào tên là hàm get on hay không. Nếu không có, nó sẽ tìm ở cái lớp tra của cái lớp product này. Được chưa? Đó, nếu cái lớp tra không có thì nó sẽ tìm đến lớp ông bay model có tra. Không có tra tương đương với thằng product này không có ông, thế thôi, báo lỗi. Được chưa? Nó sẽ tìm ngược, truy ngược lên trên cho đến bao giờ gặp hoặc hết kế thừa thì thôi. Nếu hết rồi thì sẽ báo lỗi. Còn nếu mà ở trên có thì ở dưới sẽ chạy. Một lớp chỉ được phép kế thừa một lớp khác thôi, không được kế thừa nhiều, không có chuyện đa kế thừa. Ví dụ như thằng Minh, à, thằng như ông ấy, thằng Tâm ấy, à bên ở thằng này thì là Tâm. Như ông có mấy bố? Hai bố. Thế luôn, kiểu gì lại bố nuôi à? Bố nuôi không tính, bố nuôi không chung huyết thống. Có mấy bố, bố đẻ có mấy bố? Đấy, thì chỉ có thế thôi. Được chưa? Ở đây chúng ta chỉ nói chuyện là cha con chứ không nói chuyện mẹ con, đúng không? Không ai nói chuyện mẹ con ở trong lập trình cả. Cho nên là một lớp chỉ kế thừa một lớp cha thôi, chứ không kế thừa hai. Được chưa? Tất nhiên trong lập trình người ta vẫn cứ có cái khái niệm gọi là đa kế thừa, nhưng không phải là class mà người ta dạy đa kế thừa interface. Thì cái đấy chúng ta không được học, chúng ta tạm thời bỏ qua. Được chưa? Thì ở đây chúng ta lưu cho tôi cái việc kế thừa thì logic là cái lý thuyết nó sẽ là như thế này. Còn thực hành tùy cái khả năng chúng ta lĩnh ngộ và chúng ta có thể biến đổi code của chúng ta thì chúng ta có thể làm được rất là nhiều thứ ở trong cái. Được chưa? Đấy là kế thừa. Còn ai thắc mắc gì không? Nói chung là còn thắc mắc nhiều. Còn thắc mắc nhiều. Tôi mà giải thích cái mớ bay model này ra chắc ông hại não chết lăn quay đây luôn. Tôi nói thật, tôi mà bê cái này ra tôi giải thích chắc cũng tèo luôn. Thôi thầy cho em nghỉ học. Thật đấy, cũng đùa đâu. Xong chưa? Đấy là kế thừa. Xong chưa? Thực hành đi, thử xem. Tôi sẽ gửi code lên, đẩy code lên để chúng ta thực hành lại thử xem có chạy được không đã. Cứ code theo và chạy được đã. Còn hiểu như thế nào thì chúng ta tính sau. Thằng này mất lịch sự dã man luôn, vừa ngáp vừa nói. Xong vi khuẩn bắn hết vào mặt thằng Nam. Mai mặt thằng này rỗ đầy lên. Được chưa? Kéo cốt về. Vào đấy xem cái cốt như nào, thử xem có được không. Nó còn làm được nhiều thứ khác nữa chứ không phải chỉ có không phải chỉ có cơ sở dữ liệu đâu. Chẳng qua là ở level của chúng ta thì chỉ được làm việc với cơ sở dữ liệu thôi, chứ không phải nó chỉ có thể làm với cơ sở dữ liệu thôi. Giống như việc là đứa bé 5 tuổi thì nó chỉ bê được 5 cân thì chỉ cho nó bê, cho nó học làm những cái thứ mà có khối lượng nhỏ hơn 5 cân thôi. Chứ cho nó bê khoảng 15 cân thì nó chết luôn rồi đấy, làm sao nó làm được. Thì các ông giống như cái đứa bé 3 tuổi trong việc lập trình ấy. Ông mới chỉ chập chững gọi là biết đi thôi. Có, mấy hôm nữa sẽ được học sau cái hướng đối tượng này. Sẽ được học. Có khả năng là buổi sau. Nếu trong ngày hôm nay học hết 4 tính chất này. 4 tính chất này tôi phải mất đến gần 2 năm rồi tôi mới hiểu hết. Tôi nói thật đấy. Hôm nay học các thứ chỉ mang tính chất là giới thiệu thôi. Các ông còn sướng ấy, bởi sau này học các cái môn khác sẽ lại được nhai lại cái này đến mấy lần.
học web PHP, nhai lại, nhai một lần nhá, nhai lần đầu tiên nhá, xong học đến khi sau đọc Java, học C sharp lại nhai lại một lần nữa nhá, xong mấy nữa học Java lại nhai lại một lần nữa nhá, học Android lại nhai lại một lần nữa nhá, cứ nhai đi nhai lại cho rồi chết thôi. Nó là một ngôn ngữ lập trình. Nó như PHP này. PHP vẫn làm game được. Hả? Cái gì? Đúng. Ở Việt Nam bây giờ tôi biết có vài công ty làm game bằng PHP. Ví dụ Anplus ở Việt Nam này, công ty Anplus, công ty này. Trước tôi có mấy thằng bạn ở trong này làm game bằng này. Anplus đây. Bọn này chuyên làm game cho thị trường Nhật Bản. Chuyên làm game cho thị trường Nhật Bản luôn. Chỉ phải công ty mẹo nó là công ty của Nhật mà. Nó sang Việt Nam để nó xây dựng độ phát triển. Hệ thống cho nên là nó có tuyển dụng. Có mà. Nhưng mà ít khi người ta làm game bằng PHP, dùng ngôn ngữ khác thì nó phù hợp nhiều hơn, nó nhiều engine hơn. C sharp làm game nhiều. Ví dụ như ở bên VC Corp có cái đội Soha game, đội đấy cũng toàn lấy game của bọn tàu về sửa lại tí code xong rồi phát hành ở Việt Nam. Nó cũng code bằng C-Sharp. Nó code bằng C-Sharp. Đây, Thánh Game đây này, nhà phát hành game đây này, có lịch sử mấy năm nhỉ? À, thiệt. Hả? Bỏ đi hả? Có khoảng 3-4 năm nhỉ? Chuyên ra đi phát hành game lậu. Thân ra vớ vẩn, bọn này nó cũng chơi game của hộp nền. Được chưa? Cố gắng ghi chép lại. Cái bài này là cái bài rất là quan trọng. Mà bài này là cái bài đầu tiên thằng Văn bị đứng. Cho nên là tôi sẽ cho nó đứng từ lần bây giờ. Bây giờ hết giờ thôi, tỉnh ngủ chưa? Rồi tiếp đứng tiếp đi. Mày làm cái gì mà mày buồn ngủ bây giờ, cái giờ này hả bạn? Thức khuya, thức khuya quay tài. Làm gì? Hả? Chị gái nuôi sang thăm à? Lúc mà giờ này em cái giờ này là buồn ngủ. Cái giờ nào mày thức được? Để tôi bảo lỡ chuyện là cái giờ đấy. Em biết đấy là cái giờ này. Tầm 10 giờ trở đi. 10 giờ là đêm mà. Không, 10 giờ trở đi. Thức đến mấy giờ? Mấy giờ mới đi ngủ? Có 2 giờ mà đâu đến giờ này đã buồn ngủ. Cái hồi sinh viên của tôi ấy, ngủ sớm nhất là 2 giờ. Sáng 7 giờ đi học đến chiều mới đi ngủ. Sớm nhất là 2 giờ, không toàn 3-4 giờ đi. Được chưa? Xong rồi kiến thừa nhá. Nam chạy đóng cửa đi, chém ít thôi. Nếu thích có thể đứng ngoài cửa học luôn được. Tiếp theo tính đa hình. Tính đa hình. Nay chắc là chúng ta sẽ học đến tầm 11:30 thôi. Tôi sẽ phải chạy sang bên kia một chút, rồi sau tôi sẽ dạy bù với chúng ta. Tính đa hình. Đa hình gì? Đa là gì? Đa là nhiều. Hình là gì? Hình là hình học. Tức là kiểu dạng xếp hình đấy, không biết cái gì. Đa là nhiều, hình là hình. Hình là hình, nó chẳng có cái gì cả. Nhưng mà như nào? Nhiều hình. Nhiều hình. Thì nhiều hình. Thế là như nào? Ví dụ thằng A lại quay lại, ngủ bắt định xóa bố, kia đi. Là A, B, C. Lại 3 cái lớp này. Rồi sao? Các
Cái lớp A này có cái hàm là test và hàm running. Hàm run, hàm moving. Di chuyển. Đúng không? Hàm này nó eco. Ngày xưa nhà bố nghèo, bố chỉ đi được bằng ô tô thôi. Chưa? Lớp bố nghèo, bố chỉ đi ô tô thôi, không đi cái gì cả. Ô tô có tài xế riêng. Thấy biết? Thấy chưa? Bây giờ lớp con giàu hơn một tí. Nó cũng di chuyển, nhưng mà nó cũng là cái hàm mưu kinh đấy. Xe đạp. Đi cô, bác có tài sản riêng. Xe đạp. Đây là thằng nhà này có hai đứa con, đây là thằng này. Sau một hồi sau khoảng 20 năm lao ngũ, chịu khó đi xe buýt, tiết kiệm tiền, sau 20 năm nó mua được cái xe đạp cho thế con và thế thuê, được phép di chuyển bằng xe đạp. Đấy chưa? Sau 10 năm nữa, cả thằng này và thằng này hộp tốc ra lao động, thằng này vẫn tiếp tục đi bằng ô tô. Nó mua được cho thằng này cái xe máy, thằng này cũng moving. Eco xe máy. Ta các hàm này thì sao? Dạ. Cùng tên. Đúng không? Các hành động này cùng tên. Nhưng mà kết quả khác nhau. Đúng không? Thì ở trong lập trình đối tượng của chúng ta, một lớp hoặc là nhiều lớp kế thừa chung một cái lớp khác. Ví dụ lớp B và lớp C cùng kế thừa lớp A này. Thì như lúc nãy nếu mà nó không viết cái hàm moving này thì nó có thể sử dụng được cái hàm moving ở thằng lớp cha đúng không? Là nó cả ba thằng đều đi chung một cái xe đạp, đi chung một cái ô tô. Đúng không? Nhưng mà ở trong lập trình đối tượng của chúng ta nó có tính chất đa hình, cho nên nó cho phép các cái lớp con override ghi đè lên các cái thuộc tính hoặc các cái hành động của lớp cha và để nó làm sao có những cái hành động và có những cái phương pháp giải quyết nó khác so với cái lớp cha thực nghiệm và những cái hành động hoặc những cái thuộc tính hoặc những cái hằng số ở lớp cha ở lớp con khi gọi thì nó sẽ được ưu tiên cao hơn. Ví dụ như này, chúng ta có một cái biến là biến x thuộc new a, chúng ta có x trở đến moving thì sẽ echo ra xe đạp chứ không echo ra ô tô. Chỉ trong trường hợp thằng này nó không có cái hàm moving, nếu thằng B không có hàm moving, thằng x này có gọi là cái moving này không? Có, dựa vào cái tính kế thừa, nhưng mà kết quả sẽ ra là ô tô. Và các lớp con thằng nào cũng có thể override lại được các cái hàm, đặc biệt là các hàm, được chưa? Thằng nào cũng có quyền override các cái hàm này, cho nên càng ngày càng đa dạng hơn, được chưa? Đấy là tính chất đa hình. Thế rồi? Mình giải thích lại đi. Về xem lại video. Ông thích tua bao nhiêu lần cũng được. Đều là lời của tôi nói cả. Tôi không biết là bây giờ là phút bao nhiêu đâu. Mình cứ thế tua lại thôi. Được chưa? Tính đa hình rất dễ. Có thế không? Được chưa? Thằng con được phép viết lại cái hàm của lớp chạy. Và khi mà gọi nó sẽ ưu tiên chặn cái hàm của lớp chạy. À lớp con, xin lỗi. Kể cả con struct cũng viết lại nhá. Con struct cũng viết lại được bình thường, không có vấn đề gì cả. Khi mà chúng ta viết lại con struct ấy của thằng này và cho của so với thằng này thì khi mà new b nó sẽ chạy của con struct, cái hàm con struct của thằng b chứ nó không chạy con struct của thằng a này đâu. Nếu như mình lấy lại trang thì hả? Mình lấy lại trang liên quan gì? Thằng cha là thằng cha, thằng con là thằng con, do là anh chuẩn gì? Ví dụ giống như kiểu là dạng động vật nhá. Động vật nó bằng nghìn loài, một loài tới chủ có liên quan đến toàn bộ động vật đâu. Chẳng ảnh hưởng gì đây? Động vật.
đâm rút giày ấy. Nhường, nhường dưa có bạn. Không, người em cho ăn được. Được chưa? Đấy là tính đa hình. Tính đa hình chúng ta đã được thể hiện rồi đấy. Ví dụ như này này. Đây này, đây là tính đa hình này. Đúng không? Thằng này cũng có. Chuẩn chưa? Cùng tên. Nhưng mà khác giá trị. Đa hình rồi đấy. Yeah. Hoặc chúng ta có thể mỗi thằng này đều có thể viết lại cái hàm get all này. Thằng nào thích thì viết, không thích thì thôi, dùng của thằng khác. Được chưa? Đó là tính đa hình trong lập trình đối tượng. Xếp theo độ kể cái biên cái số lượng tính chất sử dụng ấy. Thì theo các bạn ba tính chất chúng ta đang học về thằng nào được sử dụng nhiều nhất? Kế thừa đa hình, thằng này là thằng được sử dụng nhiều nhất. Cứ mỗi một lần tạo lớp ra là trừu tượng mẹ rồi, đúng không? Cứ mỗi một lần làm cái gì đến class là đã có thằng trừu tượng rồi, đúng không? Xong đến thằng nào? Sau đến thằng đa hình, sau đến thằng này chứ không có kế thừa cho con đa hình hả? Sai. Nếu mà so sánh là thằng này là số 1, thằng này là số 2, thằng này số 3, thằng này số 4, chẳng qua thằng này nó khó quá nên phải đương cuối cùng thôi. Thằng này khó hiểu quá nên phải đương cuối cùng thôi, không phải là do thứ tự đâu. Tính chất cuối cùng là tính đóng gói. Đóng gói là gì? Bọc tập lại. Bọc vào. Đúng rồi, bọc lại. Đúng tên đấy. Cái tính đóng gói này thì chúng ta nhớ thôi nhá. Tôi đi nhớ trước khi mà giảng lý thuyết về cái phần đóng gói này. Thì một cái class, ví dụ class thing sẽ có cái, ví dụ cái giấy báo đem một vạch chẳng hạn. Chúng ta gói nó vào. Thì đây, cái cặp này, cặp dấu này là cái vỏ bao của nó. Ví dụ cái bút này chẳng hạn, đúng không? Đây là một cái lớp. Thì cái nội, cái bút này này sẽ tồn tại ở trong cái cặp giống ngoặc. Cái cặp giống ngoặc nó là cái vỏ này. Được chưa? Nhớ nhá. Cái gói của nó là cái hộp này. Chỉ hơi lòi ra một tí nhưng mà không xác không xa. Nó chính là cái vỏ này. Đây nó chính là cái cặp giống ngoặc. Được chưa? Còn nội dung hàm ở trong nó chính là cái bút này. Được chưa? Rồi. Xong về cái, thứ nhất là cái phạm vi phụ. Đây là cái gói này. Đóng này gì nữa. Đấy là cái gì bên trong là tiền. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta có cái đóng gói này, có cái gì? Trong cái đóng gói này chúng ta có ba cái từ khóa. Public. Cái gì này? Public. Protected. Và private. Public, protected, private. Đây là các từ khóa. Chúng ta sẽ có một bảng như sau. Đây là chính nó. Đây là lớp con. Đây là bất kỳ đâu. Được chưa? Tôi sẽ đi từ public xuống. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái lớp như này. Class X. Được chưa? Tôi sẽ có một cái từ khóa là public $name bằng tâm, tâm không phải dâm, tâm. Được chưa? Rồi, tôi sẽ có cái hàm là function getName. Function getName. Chúng ta echo ra $this cho đến name.
Thế này có chạy không đã? Cái việc tương tác với cái thuộc tính name này diễn ra ở trong phạm vi của dấu ngoặc này đúng không? Thế này có chạy không? Có chạy không? Rồi, có. Có đúng không? Chạy bình thường, bởi vì ở trong này nó echo. Tôi không gọi ra ở ngoài này nhá. Tôi gọi ở cái zip name này thôi. Được chưa? Thì là chứng minh một điều là với cái thuộc tính public thì cái việc truy cập chúng ta hoàn toàn phải gắn lại giá trị ứng biến name kia ở trong cái hàm get name đúng không? Thì truy cập tức là gắn giá trị và lấy giá trị thì ở trong đấy nó đều chạy được. Như này đúng không? Tích ở ô này là được phép, cái tích này là được phép chính nó. Chính nó có thể sử dụng được. Tiếp theo là đến cái lớp con đúng không? Cái cột tiếp theo đến lớp con, chúng ta coi. Chúng ta có một cái class E extend cái class X. Giờ extend cái class X và chúng ta có một cái function get parent name. Get parent attribute property. Được chưa? Get parent property. Chúng ta lại tiếp tục echo this trở đến name. Ở đây tôi sẽ có cái model bằng new e và model trở đến cái hàm là get parent property. Ở phía ngoài này, ở ngoài cái phạm vi của hai thằng kia, chúng ta không hề động gì đến cái thằng zip name đúng không, hoặc là model name đúng không? Ở đây chúng ta lấy ra từ cái lớp con của nó. Đây là phạm vi của lớp con đúng không? Đây là lớp phạm vi của lớp cha này. Đây là phạm vi của lớp con này. Được chưa? Thằng con này không hề có thuộc tính name. Cho nên là nó sẽ tương tác với cái thuộc tính name của thằng cha đúng không? Đúng chưa? Giờ chúng ta chạy thử xem có chạy được không? Có chạy không? Có chạy bình thường thì ở đây chúng ta lại đánh dấu tích vào đây. Cứ truy cập được là tích, còn không truy cập được báo lỗi thì là x là không được. Được chưa? Xong chưa? Tí nữa cứ thong thả, cái này chúng ta chưa rõ ràng lắm đâu, đến bao giờ đến protected, bắt đầu xuống protected thì chúng ta sẽ rõ hơn. Được chưa? Tiếp theo chúng ta có new x sửa lại đến cuối cùng là ở ngoài phạm vi phủ của cả hai thằng thì là bất kỳ đâu đấy. Đấy là cái chỗ bất kỳ đâu đấy. Chúng ta có cái model trở đến name. Model trở đến name. Này có chạy không? Tôi echo ra. Này có chạy không? Huy có chạy không? Có à? Chạy bình thường. Bởi vì thuộc tính cái đối tượng này bằng new x tức là new này thì tự nhiên nó sẽ có cái thuộc tính là name và nó sẽ có thể lấy được ra dữ liệu đấy. Đây là cái những cái thứ mà chúng ta đã được học. Cho nên là nó chạy là chuyện bình thường thì ở đây chúng ta lại đánh dấu. Thế là xong về cái public nhá. Thì ở đây chúng ta phát biểu gì? Các thuộc tính, lưu ý này, các thuộc tính, các hành động, bất kể là hành động gì, static hay là không, được có cái từ khóa public ở phía trước. Ví dụ hàm function bình thường ấy, thì chúng ta sẽ viết như thế này: public function hoặc là public static function. Được chưa? Đó. Còn thuộc tính thì chúng ta có public thay cho cái từ var, protected thay cho từ var, private thay cho từ var. Được chưa? Đó, đấy là cái public cách dùng. Được chưa? Thì với cái từ khóa public thì các cái thuộc tính và cái hành động đó có thể được tương tác ở trong phạm vi của chính cái class định nghĩa ra của lớp con kế thừa của class tạo ra và ở phía ngoài của những cái class vừa được kể.
là bất kỳ đâu cũng có thể tương tác được. Được chưa? Đây là cái từ khóa đầu tiên, cái từ khóa public. Tiếp theo này, tôi chỉ đơn giản, tiếp theo là sửa cái này thành protected. Yeah, đến protected đúng không? Theo các bạn đến bây giờ nó có chạy không? Nãy giờ tôi chưa hề sửa code gì ở đây, lúc nãy là public thì chạy đúng không? Bây giờ protected liệu có chạy không? Protected là nghĩa gì? Bảo vệ đúng không? Thử cái nhá. Fatal error, cái từ fatal này là nghiêm trọng. Lỗi nghiêm trọng. Cannot access protected property. Không thể truy cập đến thuộc tính được xét là protected là x2.a.name. Được chưa? Thuộc tính tên là name do bản thân nó được xét cái từ khóa là protected, cho nên chúng ta ở phía ngoài này chúng ta không thể nào mà lấy được dữ liệu từ nó ra, cũng như là ghép gán giá trị cho nó, không được phép. Được chưa? Do đó ở cái chỗ này chúng ta đánh là x được chưa nhỉ? Thành không được, thế hiểu không? Tóm lại là cứ dựa vào cái phạm vi dấu ngoặc, dựa vào phạm vi dấu ngoặc nhọn thì chúng ta sẽ xác định ra cái chỗ nó là cái chỗ nào. Được chưa? Tiếp này. Thế vậy đến tiếp theo là lớp con của nó thì liệu có được không? Đúng không? Thì chúng ta chỉ đơn giản là kế thừa cái này là kế thừa model bằng new E đúng không? Model trở đến get parent property. Đúng không? Nó lấy ra ở trong phạm vi của cặp dấu ngoặc này. Được chưa? Thì thử xem có lấy được không nhá. À quên nhầm, cái này thiếu đóng mở ngoặc. Thiếu đóng mở ngoặc. Lấy được chưa? Trong phạm vi lớp con thì được phép tương tác với các cái thuộc tính và hành động được cá là protected. Tích vào đây. Được chưa? Không nhỉ? Không nhỉ? Thế còn nếu mà tôi gọi cái hàm get name thì có được không? Cái này có được không? Điểm còn nó còn được, chả nhẽ nó lại không được. Đấy, chuyện bình thường mà. Đúng không? Thì đây chúng ta đánh tích lại. Chính nó thì chắc chắn là được rồi. Xong chưa? Thế nếu mà tôi sửa cái này thành private thì sao? Chính nó thì chắc chắn là được rồi. Cái này không phải bàn cãi nữa nhá. Chúng ta không cần phải demo cái này nữa. Chắc chắn chạy. Bây giờ tôi ép nặng phát và chạy luôn. Đúng chưa? Chắc chắn chạy. Vậy lớp con có chạy không? Tôi sửa cái này thành y nhá. Và sửa cái hàm này thành get parent property. Đúng không? Nào. Undefined property y hay .a.name. Đúng không? Cái y này không được định nghĩa ra cái biến nào, cái thuộc tính nào tên là name cả. Bởi vì cái name nó thuộc về thằng bố nó mà nó là private, cho nên là nó không chia sẻ với những thằng con. Thằng con không được phép kế thừa những cái gì là được đánh là private. Cho nên nó sẽ báo lỗi là không có cái nào tên là cái thuộc tính nào tên là name của cái lớp y cả. Cho nên thằng con sẽ là không được. Ở ngoài thì chắc chắn lại là không được nữa. Con còn không được nên là ở ngoài. Được chưa? Đấy là ý nghĩa của các cái từ khóa public, protected, private. Được chưa? Đấy là cái tính chất đóng gói. Dựa vào những cái này chúng ta quyết định được là cái thuộc tính hay là các cái hàm nào được phép kế thừa, hàm nào không được phép kế thừa và kế thừa đến đâu. Đúng không? Chỉ muốn nó được phép tương tác ở trong các lớp con thôi thì chúng ta nhét nó vào bằng cái từ gì? Protected.
không muốn cho bố con nào dùng được, chỉ có mình dùng thôi. Thì private toán ở chỗ nào có thể tương tác được thì dùng public, được chưa? Đó, đấy là lý do vì sao mà tôi bảo là cái thằng này, cái thằng đóng gói là cái thằng được dùng nhiều thứ hai, bởi vì động đến chỗ nào cũng có nó đây này, động đến bất kỳ chỗ nào cũng có cái đấy, cái public function contract thì không tính rồi, public 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 dùng rất là nhiều, đúng không? Đấy là cái thằng tính chất cuối cùng của tính đóng gói. Xong chưa? Thằng yêu nghĩ được gì không? Đâu mang đây? Biết hết rồi ạ? Rồi, biết rồi, rồi. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ lấy cho tôi ví dụ của bốn tính chất này. Không, thực ra chỉ ba tính chất thôi. Của bốn tính chất này, bốn tính chất cái class, cái trừu tượng tôi bỏ qua. Mỗi người lấy cho tôi 5 cái ví dụ về cái ba tính chất của nó. Nha, bây giờ chào mình nhé. Năm ba là 15 ví dụ. Bỏ cái trừu tượng đi. Chưa? À, quên nhầm. Lấy ví dụ nha. Dương vẫn thu bài như bình thường mà gửi lại cho tôi những người không làm bài để buổi sau cho chúng nó đứng với thằng Văn.